con xin kính chào cộng đoàn hôm nay con đọc cho cộng đoàn nghe một bài báo nói về cảnh sống nghèo khó của người việt nam tại campuchia chẳng hiểu sao con lại có một chút cái nặng lòng đối với những người nghèo cách riêng là những người nghèo việt nam nghèo ở campuchia và hàng tháng con đều qua đó dựng lễ cũng như là làm từ thiện bên đó và quý ông bà và anh chị em trong thời gian qua cũng đã đồng hành với con. Con xin được đọc bài báo này để chúng ta um, biết thêm hiểu thêm một chút để chúng ta cũng uh, cầu nguyện cho những uh, con người đang sống trong nghèo khó, cũng như là chúng ta cũng có thể chia sẻ một chút đối với họ. Người Việt Nam sống lay lắt giữa biển hồ ở Campuchia. Họ không có giấy tùy thân, không được chăm sóc sức khỏe, hầu hết mù chữ. Con trẻ không được đến trường, nước chất thải hàng ngày xả thẳng xuống hồ rồi lại sử dụng phục vụ sinh hoạt ăn uống, có lẽ họ là những người Việt kiều nghèo khó nhất. Cuộc sống của hàng nghìn người gốc Việt giữa lòng hồ Campuchia càng khốn khó hơn bởi tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm do khai thác nguồn nước, du lịch quá mức cũng như lệnh cấm đánh bắt cá của chính quyền sở tại. <laughs> Khốn khó mưu sinh tháng 3 biển hồ kiệt nước đục ngầu Tàu thuyền chở khách du lịch qua lại nườm nượp Làm dậy lên mùi hăng hắc khó chịu của bùn non Và rác thải đang phân hủy bị sóng lớn đánh tấp vào bờ Bất chấp ánh nắng như thiêu cháy da thịt, hàng chục đứa trẻ khoảng 9-12 tuổi đen nhẹm, rách rưới vẫn lầm lũi mò cua bắt ốc. Dọc theo triền sông, đứa nào cũng gầy gò mụn ghẻ khắp người tóc tai khét nắng đinh hướng dẫn viên người campuchia nói tụi nhỏ là con của những gia đình gốc việt sống bằng nghề trài lưới đánh bắt cá trên biển hồ không được đi học nên một chữ cắn đôi cũng chẳng biết việt kiều ở đâu giàu không biết chứ ở đây bà con rất nghèo thương lắm lặn ngụp xuống Suốt 2 tiếng đồng hồ, nhiều đứa trẻ chỉ mò được mớ ốc nhỏ xíu. Bé sang 11 tuổi bảo, nước dơ quá, của ốc ngày càng ít. Hôm nào trúng mánh thì chỉ được hơn 1 ký. Đem lên bờ bán được 2.000 ria tiền Campuchia, phụ ba má đông gạo. Ánh mắt trong veo của học sinh nghèo được chăm lo nuôi dạy miễn phí giữa biển hồ. Gần đó, ông Long 38 tuổi, bố của Sang đang quăng trài bắt tôm cá. Hàng ngày ông bơi xuống, bơi xuồng hàng chục cây số, tìm những vũng nước nông để trải lưới, kiếm ăn qua ngày. Có lẽ do ngâm nước lâu ngày nên những con trai khắp người và các ngón tay nên nên cũng như con trai khắp người và các ngón tay ngón chân ông Long đều bị nước ăn lở loét Kính thưa cộng đoàn, trong dịp vừa qua thì chúng con cũng đã đi đến Biển Hồ và phát 400 phần quà cho các gia đình nghèo. Thực sự thì không biết nói thế nào nữa, họ sống linh đinh trên những cái gọi là cái chiếc ghế hay là những cái túp lều bờ sông vậy đó. Và cái khó khăn hơn nữa đó là không có tương lai, không có giấy tờ, không có chữ nghĩa, không có văn hóa, không có tương lai. Nói chung là rất là khổ. <laughs> ông long bảo mấy cái mụn ghẻ chỉ làm mình ngứa ngáy chứ không chết được đâu nói thiệt bà con không sợ bệnh tật mà lo chết vì không kiếm được cái ăn hàng ngày tôm cá ít giờ lại thêm cái lệnh cấm đánh bắt cá trên biển hồ tôi phải làm lén lút bị cảnh sát bắt thì có bán nhà cũng không đủ tiền nộp phạt ngư dân ngư dân gốc việt này kể rằng trong xóm có gần 40 người bị bắt đang có nguy cơ bị xử án tù vì không có tiền đóng phạt hoặc tái phạm nhiều lần mà không tác phạm không được bà con đánh bắt cá mưu sinh bao đời nay có biết nghề nào khác đâu mấy hôm trước ông và mấy người bạn trong sóng lên bờ đi xin việc sẵn sàng làm bốc vác hay bất cứ việc gì cũng được miễn là kiếm tiền chân chính nhưng không có ai dám nhận vì bọn tôi không có giấy tờ nhiều người không còn đường mưu sinh đành dẹp bỏ tự trọng trèo khéo xin tiền du khách chúng ta thấy cái khó bó cái gồn không quốc tịch thua thiệt đủ điều sóng của ông long gần có năm gần năm trăm nóc nhà lụp sụp lợp bằng tôn rách lá dứa lá dừa thuộc địa phận tỉnh xiêm riệp các Cách bến tàu hơn 30 phút đi ghe máy gọi là nhà cho oai Có căn chỉ là chiếc thuyền cũ rách nát neo chơi vơi giữa hồ Ngư dân đóng bè neo chặt trên mặt nước rồi dựng tròi thấp lè tè Che chắn tạm bờ để phòng rông lốc Nhiều người cho biết có hôm gió lớn cả nhà phải nhảy xuống nước níu giữ Để chiếc bè không bị cuốn trôi theo Hội Việt Kiều Campuchia trên biển Hồ có trên 1.500 hộ gia đình gốc Việt đang sinh sống. Hầu hết bà con có nguyên quán thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, An Giang, Kiên Giang. Đời ông cha theo sông Cửu Long ngược lên biển Hồ, đánh cá mưu sinh rồi sinh con đẻ cái sống lay lắt cho đến ngày hôm nay. Ông Minh năm nay 57 tuổi, quê ở Sa Đéc Đồng Tháp. Ông kể rằng ngày xưa thời Pháp thuộc loạn lạc. Ông nội ông đưa cả gia đình sang đây, ba má ông gặp nhau kết hôn bên này. Năm 1964, cả nhà hồi hương nhưng chỉ ở Việt Nam được 3 năm thì quay lại biển hồ vì chiến tranh bom đạn ác liệt quá. Di chuyển nhiều nơi, đời thương, đời thương hồ ngang dọc trên sông nước nên từ đời ba má ông không ai có giấy tờ tùy thân lặn lưng muốn lên bờ đội nghề cũng không được người dân ở đây đều là gốc việt có quê cha đất tổ đàng hoàng nhưng không ai có quốc tịch kể cả quốc tịch campuchia nên thua thiệt đủ điều trẻ không có giấy khai sinh muốn lên bờ đi học cũng không được người lớn không có giấy tùy thân làm ăn buôn bán tìm việc làm khó như bậc thang lên trời ông mình nói à, trong cái dịp vừa rồi đi thăm viếng những cái gia đình ở biển hồ đó thì con cũng gọi là đơn sơ mình cũng nói là sao không lên bờ để sống thì người ta cũng nói rằng là chúng con chẳng có giấy tờ gì cả lên trên bờ chúng con không có xin được việc làm cũng không có làm được cái gì cả À, rồi hỏi thế bây giờ mình muốn làm giấy tờ thì làm sao thì người ta cũng nói là nếu mà chạy đó chạy giấy tờ thì một cái giấy khai sinh là 2.000 đô và với 2.000 đô như vậy thì chắc không bao giờ không bao giờ mà chúng con có thể làm được cái giấy khai sinh cả thì người ta khó khăn đủ điều Bóng tối sụp xuống rất nhanh mới hơn 19 giờ mà xóm vạn đò giữa biển hồ như đã khuya lắm rồi, không gian mênh mông, chỉ còn sót lại chút ánh sáng hắt ra từ biển hiệu của các nhà hàng nổi xa xa loãng thoáng trên mặt hồ nhiều nhà đã tắt đèn để tiết kiệm dầu không có điện lưới quốc gia người dân trả mấy ai dám mua máy điện phát điện để dùng vì giá xăng dầu ở campuchia đắt đỏ ông long bảo ngủ sớm không có phương tiện giải trí nên cuộc sống của bà con càng khó khăn túng thiếu hơn bởi nhà nào cũng sinh nhiều con vợ chồng ông đẻ năm đứa Đứa lớn nhất 16 tuổi, đứa nhỏ mới 18 tháng, đứa nhỏ nhất còn trong bụng. Đứa con gái lớn đã có người dạm hỏi, dự kiến năm sau sẽ tổ chức lễ cưới. Căn nhà của gia đình ông Minh chưa đến 35 mét vuông nhưng là nơi sinh sống của ba gia đình. 16 người nằm xếp như cá mỏi. Ăn ngủ sinh hoạt vợ chồng chặt trội, bất tiện nhưng không ở đây thì đi đâu. Đẻ nhiều nhưng trẻ không có trường để học, cha mù chữ xong lại đến con. Chất thải của hàng trăm con người hàng ngày xả thẳng xuống biển hồ, bà con sử dụng nguồn nước ấy để ăn uống sinh hoạt. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao. Hệ có người đau ốm là phải chuyển vào bờ vì nơi này không có trạm y tế. Đã có người chết trên đường vì không được cấp cứu kịp thời. Ông Minh kể. Lớp học tình thương chiều muộn cùng với nhiều du khách chúng tôi ghé vào trường tiểu học Việt Nam giữa biển hồ. Thầy hiệu trưởng Trần Văn Tư bệnh nặng phải về Việt Nam chữa trị hơn 30 năm trước. Ông Trần Văn Tư sinh năm 1937 quê Tây Ninh, sáng lập ra lớp học tình thương giữa biển hồ. Ông Tư xin bộ đội Việt Nam chiếc bè cũ để sửa chữa lại làm lớp học. Giáo viên lúc ấy là hai chị em ruột đang học dở giang, đại học và phổ thông trung học ở Sài Gòn. Nghe kẻ xấu xúi dục vượt biên bị lừa hết tiền vàng, được ông Tư chuộc ra khi cả hai sắp bị bán vào nhà chứa ở Siêm Riệp. Năm 1989, ông Tư cùng hai cô giáo hồi hương sau khi bộ đội tình nguyện Việt Nam làm xong nghĩa vụ quốc tế và rút về nước. Năm 93, được sự giúp đỡ của Sứ quán Việt Nam và các nhà hảo tâm, ông Tư tái lập trường học Việt Nam nuôi dạy miễn phí trẻ em nghèo trên biển hồ trường được cán bộ chiến sĩ quân khu 7 tặng hai nhà bè trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ông Tư ngăn ra thành 5 phòng học từ 31 học sinh ban đầu. Hiện nay trường đang nuôi miễn phí 314 cháu dạy văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5. Một số giáo viên từ Việt Nam tình nguyện sang dạy miễn phí. À, trong cái dịp vừa rồi chúng con đi qua đó thì có các sơ dòng à, <laughs> chúa quan phòng mà cũng gốc gác ở campuchia thì các sơ cũng có một cái trường để dạy các em tiếng việt và tiếng campuchia thì các sơ nói rằng thôi thì cũng cho các em có con chữ để nó đi đường nó nhìn cái bảng đường mà nó còn biết trước mắt là như vậy thế thì con cũng hứa là đồng hành với quý sơ ở biển hồ này để rồi quý sơ cũng có thêm một chút để mà có thể là dạy học cũng như là cho các em có phần ăn trưa Thì kinh thưa quý ông bà và anh chị em Con cũng xin được báo cáo như vậy Người ta rất là nghèo Dĩ nhiên Việt Nam của chúng ta thì cũng nhiều người nghèo chứ không phải không Nhưng mà theo cái nhìn của con thì người ta còn nghèo hơn người nghèo Việt Nam nữa Thế Thì hiện nay thì con cũng rất là nặng lòng với một số địa điểm cụ thể là ở biển hồ mà con vừa mới đọc bài báo này cho quý ông bà và anh chị em nghe đó nơi chúng con thì có quý sơ dòng Chúa con phòng là những người trực tiếp ở đó để giúp đỡ các gia đình cũng như là dạy học thì con cũng làm việc với các sơ trong cái chương trình bác ái của tất cả chúng ta mỗi người một đồng và chúng ta cùng nhau làm chắc chắn là đây là điều mà chúa rất là cảm động xin chúa cũng ban cho chúng ta có khả năng để làm được công việc tốt đẹp này không chỉ bây giờ ngày mai ngày mốt mà chúng ta có thể kéo dài được cái công việc tốt đẹp này biển hồ tiếng Campuchia là Sap thuộc lãnh thổ Campuchia là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997 Sap tiếng Campuchia có nghĩa là sông nước ngọt lớn Người Việt Nam gọi Tô Lê Sáp là biển hồ. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5 hồ khá đẹp và nông, độ sâu chỉ khoảng 1 mét với diện tích 10.000 km vuông. 10.000 km vuông rất là rộng lớn. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 thay vì Tô Lê Sáp rút nước từ hồ ra sông Mê Công thì lại chảy ngược dòng tiếp nước vào hồ khiến mực nước biển hồ dâng cao. Diện tích hồ tăng lên tới 16.000 km vuông, nhiều nơi sâu đến 9 m vùng ngập nước biến thành nơi sinh sản lý tưởng của nhiều loài cá. Tô Lê Sáp là một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và phong phú, cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt cho người dân Campuchia. Tô Lê Sáp giữ vai trò như một hồ điều tiết hạn chế đạn lũ lụt trên lưu vực sông Mê Công. Vào mùa khô, khoảng 50% lượng nước sông ở châu Thổ, sông Cửu Long, cả Việt Nam là nhờ hồ Tô Lê Sáp bù vào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em! À, cuộc sống của chúng ta xung quanh của chúng ta có như có những người nghèo và đây cũng là cơ hội để chúng ta thực thi lòng bác ái đây cũng là cơ hội để chúng ta thực thi lòng bác ái và khi chúng ta thực thi lòng bác ái là chúng ta đang làm giàu trước mặt thiên chúa chúng ta như những người gọi là quản gia khôn ngoan biết dùng của cải à, cũng là những ơn của chúa ban thôi à, chúng ta chia sẻ để chúng ta sẽ nhận lại trong ngày kẻ lành sống lại. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và chúc lành cho công việc bác ái một đồng. Công việc bác ái một đồng của tất cả chúng ta. Con xin kính chào quý cụ khuyên bà cùng tất cả anh chị em.